Hôm nay mời mọi người cùng với Vita, tụi mình sẽ unbox một cái chai nước hoa khá là đặc biệt đến từ nhà hương Matière Première và mang tên là Radical Rose. Đầu tiên hãy cùng mình trò chuyện một chút về nhà hương mang tên Matière Première nha. Đây là một thương hiệu nước hoa cao cấp được thành lập năm 1218 tại Paris, Pháp bởi một nhà điều hương khá nổi tiếng tên là Aurelien Guichard. Đây là một trong những nhà điều hương nổi tiếng hàng đầu thế giới với hơn 200 tác phẩm đã làm cho những thương hiệu nổi tiếng như là Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Tom Ford hay Gucci. Matière Première tập trung vào việc sáng tạo nên những chai nước hoa mang tính cá nhân rất là cao, giúp cho khách hàng có thể tìm thấy hương thơm phù hợp với phong cách và cá tính của mỗi người. Trên tay mình là một trong những tác phẩm rất là nổi tiếng đến từ Matière Première mang tên Radical Rose. Bây giờ mời mọi người cùng với Vita, tụi mình hãy unbox Radical Rose nha. Trên tay mình chính là chai nước hoa mùi hồng rất là nổi tiếng của Matière Première mang tên là Radical Rose. Mình thấy cái thiết kế này rất là nhẹ nhàng, tinh tế mà mùi hương bên trong thì lại rất là hay ho. Matière Première là một trong những nhà hương rất là đề cao việc sử dụng những cái nguyên liệu tự nhiên. Với Radical Rose thì đây sẽ là một mùi hương chủ điểm hoa hồng ngọt. Hoa hồng tháng 5 hay còn gọi là hồng Centifolia được Matière trồng riêng và hoàn toàn organic tại Grasse, miền nam nước Pháp để thu hoạch làm tinh dầu. Radical Rose sử dụng tinh chất hoa hồng tháng 5 Rose Centifolia Absolute cùng với patchouli, tiêu, gỗ và một ít trái cây nữa. Đây là một mùi hương hoa hồng ngọt, sang trọng, có một chút bí ẩn, tinh tế và mang đến cho người mặc một cái vai rất là trưởng thành nhưng mà không bị già một tí nào nha. Radical Rose cũng là một trong những chai nước hoa có độ bám và tỏa hương ra bên ngoài rất là ấn tượng. Đây là một chai nước hoa ngửi rất là sống động, các lớp mùi dày dặn và chồng lên nhau. Có thể nói là ngửi một lần là đã ấn tượng ngay. Radical Rose là chai nước hoa bạn không thể bỏ qua nếu mà là fan của đốt mùi hoa hồng ở trong nước hoa. Radical Rose đến từ Matière Première.